đăng nhập bằng cái tài khoản đăng ký bằng số điện thoại hoặc là bằng cái tên đăng nhập hoặc Gmail quý vị các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cái đăng nhập. Các bạn vào phần mềm HDK Connect, các bạn đăng nhập và các bạn chọn đến vào Gmail là tên người dùng, gọi là ví dụ như là Goda Goda 01 HP, mật khẩu là ABCD1234. Đấy, các bạn bấm chưa đăng nhập. Sau khi các bạn đã bấm đăng nhập xong thì các bạn muốn xem cái đầu ghi nào thì các bạn bấm vào giữa cái đấy, cái tên hoặc là cái hình ảnh của cái đầu ghi. Ví dụ như cái đầu ghi đầu tiên đây thì nó sẽ hiển thị là có khung hình 1 cam, 4 cam, 9 cam, 12 cam, 16 cam, tùy các quý vị các bạn chọn. Thì các bạn ví dụ các bạn muốn to thì các bạn bấm vào 4 ô, được chưa, thì nó sẽ chia ra 4 ô cho quý vị các bạn. Các bạn muốn một con cam nào đấy to thì các bạn đúp đúp vào cái ô đó, nó sẽ phóng to cho quý vị các bạn. Các bạn muốn đúp trở lại thì các bạn lại đúp lại, nó sẽ về 4 ô mặc định. 9 ô cũng vậy thì quý vị các bạn nhé, thì nó sẽ loát 9 con cam cho quý vị các bạn. Bạn chọn cam nào thì các bạn đúp vào cam đó. 12 cũng vậy, các bạn bấm đúp vào cam này. Ví dụ các bạn muốn chọn hình ảnh nó đẹp thì là các bạn chọn Basic và chọn đến là HD và Full HD. Ví dụ như thế đây. Tiếp theo cũng như vậy, các bạn muốn trở về 4 ô thì các bạn cũng đúp vào về 9 ô chẳng hạn đây. Đây là cách xem trực tiếp, bằng cách xem trực tiếp và xem phóng to một cam bất kỳ và các khung hình quý vị bạn nhé. Đây là biểu tượng, đây là biểu tượng chụp màn hình của con cam đang em trực tiếp, hoặc là đây là chức năng là quay cái con cam các bạn muốn đang hiện đang xem trực tiếp. Đây, đây ví dụ đây là cách chụp, ví dụ đây là cách quay, ví dụ các bạn chọn con cam nào đây thì các bạn quay vào đây. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách xem lại thì các bạn back hết quay trở lại. Đây, ví dụ các bạn đang xem trực tiếp nhé, bạn bấm mũi tên bên tay trái trên cùng, các bạn sẽ back ra không xem trực tiếp nữa. Và ở góc trên cùng bên tay trái thì có cái mục xem lại, đây biểu tượng tam giác trên cùng bên tay trái. Bạn chọn cam, bạn bấm vào đây, các bạn trước tiên các bạn chọn ngày giờ và múi giờ các bạn muốn xem lại và chọn đến cam và cái đầu ghi của quý vị các bạn muốn xem lại. Ví dụ như là cam số 1 của đầu ghi này mình sẽ bắt đầu xem lại. Thì ở đây thì nó có dữ liệu ở đây, với các bạn chỉ cần giữ tay vào cái khu vực cái màu xanh đấy, các bạn dê tay trái dê phải khu vực màu xanh này là có dữ liệu nhé, màu đen này không có dữ liệu. Các bạn chỉ cần kéo sang đây thì các bạn sẽ xem lại được, và các bạn có thể tua nhanh đây. Đây, đấy là cách xem lại. Thì mình đã hướng dẫn cách cấp các bạn xem trực tiếp và xem lại của cái đầu ghi hoặc con cam của HKVision ở trên phần mềm HDK Connect quý vị các bạn nhé. Rất chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video hướng dẫn cách xem trực tiếp và xem lại của một con cam bất kỳ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn quý vị các bạn ở video tiếp theo.